Nào, xe cứu hỏa bị hỏng đúng không? Nào, mang tô vít ở đây, mang tô vít đây để vặn. Nào, vặn 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 ốc đây ha, vặn ra, vặn ra, nào, vặn ra. Đúng rồi, vặn ra. Đúng rồi, vặn, vặn. À, không phải vặn ra, vít 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 vào, vít vào, vít chặt vào, không có nó rơi mất. Đúng rồi, vặn đi, con vặn đi. Đúng rồi, đây, vặn này, đưa bố vặn cho mà xem. Đó, đấy, vặn ốc quả này. Đó, nào, xem đây, bánh có việc gì không nhá. Nào, cha dầu nhớt ở đây tí ơi. À, con cha dầu nhớt rồi cha bố. Đó, ngồi xuống. Ôi, được rồi. Trơn chưa? Trơn rồi hả? Ngồi xuống. Cái này. Cho dầu vào cái này hả? Trơn rồi hả? À, cho bánh này cho bố. À, cho bánh này. Ồ, à, được rồi, thế là được rồi. Đấy, trơn rồi nha. Bánh này có dầu nhớt rồi nha. Cái này. Nào. Cái này. Nào, bên này đó con cho dầu vào cái máy bánh này cho bố. Đây, bánh trước rồi. Oh, thế thôi, được rồi. Ui, nhiều quá, đợt này sao cho nhiều con. Được rồi, thế thôi. Thôi, bây giờ lấy ốc để lên tô vít để vặn. Dầu thế được rồi. Nào ơi, con thổi bụi đi. Nào, cầm lấy thổi bụi đi. Đây, thổi bụi ở chỗ này, đấy, chỗ đây có bụi đấy. Thổi đi, thổi bụi cho máy nó chạy tốt. Nào, con cầm lên con thổi đi. À, nó cho dầu nhất, thế là đủ rồi. Nào, lấy tô vít vặn ra, vặn ốc ạ. Đấy, ơi, vẫn chạy chưa tốt đâu, đưa bố vặn ốc ra. À, đưa này vặn ốc. Nào, vặn ốc này nè. Nã hỏng rồi. Đây, vặn ốc đi, đi vặn ốc đi. Đi vặn ốc à, siết chặt vào nhá. Đi siết chặt vào. Nào, ốc bên kia nữa. Được rồi. Chưa. Ốc này nữa, vặn nào này, ốc này nữa, đấy, vặn đi con. Vặn đi. Được rồi. Nữa chưa được. Nào, ốc đây nữa. Ốc ở đầu xe nữa, đây. Đây, đầu ốc này. Đấy, vặn đi, vặn vào. Được rồi. Nào, ốc của bánh. Ốc của bánh đây, đây, vặn ốc này, đây, vặn ốc đây. Nào. Được chưa? Được rồi gì? Ừ, thôi được rồi nha, xe được rồi nha. Được rồi, đấy, con đi. Đi. Ô tô được rồi, đấy, không phải sửa nữa nha. Sửa đã. À, sửa. Hỏng rồi. Hỏng rồi, lại hỏng rồi à? Hỏng rồi. À, thì con vặn ốc đi, vặn ốc. Vặn ốc sửa đi, thổi bụi đi. Vặn ốc đấy nhờ. À, đây. À, không biết con không biết vặn ốc à? Ừ, thôi được rồi. À, thôi được rồi, thế rồi nhá, để mai sửa tiếp nhá. Xin chào tạm biệt, mai tí sửa tiếp nhá.